là rừng ngập mặn đầu tiên của Việt Nam và thứ 50 của thế giới được quốc tế công nhận theo Công ước Ramsar, một công ước về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, nơi bạn sẽ được chứng kiến sự giao hòa giữa rừng và biển. Đó chính là Vườn Quốc gia Xuân Thủy ở Nam Định. Vườn Quốc gia Xuân Thủy là mẫu chuẩn của hệ sinh thái ngập nước bởi có diện tích rộng tới hơn 7.000 ha cùng hệ thống động thực vật vô cùng phong phú. Đặc biệt, hàng năm có tới 100 loài chim di cư chọn khu rừng ngập mặn này làm điểm di trú trên con đường về phương Nam tránh rét. Vì vậy, nhất định Thủy Anh sẽ trở lại đây vào mùa đông để được ngắm nhiều loài chim hơn. Tuy nhiên, để đền đáp cho các vị khách tới đây vào mùa hè, khu rừng ngập mặn này lại có một đặc sản khác dành cho bạn. Chú ơi, đây là giống ong gì thế ạ? Đây là giống ong Ý cháu ạ. Đây là vì đây nó là mùa hoa vẹt. Thế là về quanh này thì thường thường là dân nuôi ong là hay chuyển về vùng vườn quốc gia này để người ta thu mật hoa vẹt. Thế chú đang nhấc cái này lên để làm gì hả chú? Cái này là chú đang kiểm tra đàn ong để chạy cấu những cái mũ để không cho tạo thành con chúa mới. Thì là nếu chúa mới thì đàn ong nó sẽ chia đàn. Thì cấu mũ đi thì nó trở thành ong thợ như bình thường á? Đúng rồi. Đây nhá, cháu thử mật ong sú vẹt. Đây ạ. Là mật vẹt ở vườn quốc gia đó. Cháu thử xem nào. Rất là ngọt chú ạ. Cháu thấy nhưng mà nào? Cháu cảm nhận được một tí vị mặn mặn của biển thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Vì đây là ong ở đây là hút mật hoa vẹt là ở vùng biển, vùng rừng ngập mặn cho nên nó mới lẫn những cái vị đó. Nếu đến thăm vườn quốc gia Xuân Thủy, bạn sẽ thấy rằng biển không chỉ có vị mặn mà còn cho cả vị ngọt nữa. Vị ngọt đó chính là thiên nhiên khoáng đạt nên thơ, là tôm cá đầy thuyền, là những giòn mật ong sóng sánh vàng mà khu rừng ngầm mặn này đã dành tặng cho người dân ở nơi đây.